xe công nghiệp Sinbo xay mọi thứ chỉ với 30 giây, từ các loại thực phẩm mềm như thịt, cá, rau củ, sinh tố, trái cây đến các nguyên liệu cứng như cua, đá viên, đậu nành, ngũ cốc, tất cả đều trở nên đơn giản chỉ trong một nút bấm. Với công suất khủng lên tới 1.800W cùng với thiết kế điều tốc thông minh 15 nấc tốc độ dễ dàng tăng giảm tùy theo từng loại thực phẩm. Với dung tích cối lên tới 2 lít phù hợp cho tất cả các gia đình và nhà hàng, quán cà phê. Bộ lưỡi dao thiết kế rất đặc biệt, 4 lưỡi dao dưới và 2 lưỡi dao trên với chất liệu thép không gỉ siêu bền đáp ứng được tất cả các nhu cầu xay khô, xay ướt kể cả các nguyên liệu cứng. Cối xay được làm từ chất liệu polycarbonate cao cấp, chịu độ lực tốt, siêu dày, siêu bền và siêu an toàn cho sức khỏe. Máy xay công nghiệp Sinbo giúp các mẹ chế biến đồ ăn dặm cho bé một cách đơn giản và hiệu quả, giúp chị em nội trợ sơ chế đồ ăn nhanh chóng tiện lợi. Mùa hè đã đến rồi, hãy để cho máy xay Sinbo giúp cả gia đình bạn có những cốc sinh tố thơm ngon ngọt mát các bạn nhé. Chỉ duy nhất ngày hôm nay khi các chị em đặt hàng sẽ được ưu đãi lên tới 40%. Hãy để lại ngay số điện thoại của các bạn ở dưới video hoặc đặt mua qua link đính kèm để được sở hữu chiếc máy xay công nghiệp Sinbo SHB 3008.